mình đến từ chi đội lớp 3B, liên đội trường tiểu học Nam Hải, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Mình rất yêu thích những cuốn sách bởi vì sách là nguồn tri thức vô tận đối với mỗi con người. Trường mình là một ngôi trường nhỏ với trên 300 học sinh. Các bạn ở đây cũng rất ham đọc sách, vì thế chúng mình đọc sách ở mọi lúc mọi nơi. Chúng mình cùng nhau đọc ở thư viện của lớp, thư viện sách nhà trường, thư viện sách của trường. Chúng mình cùng đọc và cùng nhau lan tỏa tình yêu mến sách với tất cả mọi người các bạn nhé. Các bạn ạ, mình đã được đọc rất nhiều cuốn sách. Đọc
cuốn sách Vườn Cổ Tích Tấm Cám các bạn nhé. Mình chắc